Rồi, hôm nay thì thẩm mỹ quốc tế Bali lại tiếp tục show cho mọi người một ca giảm mỡ thành công của thẩm mỹ quốc tế Bali nhá. Đây là bạn Hương. Đó, bạn Hương năm nay 28 tuổi đúng không nhỉ? Hương, với tình trạng mỡ của Hương là sau sinh một năm mọi người nhá. Thì mỡ của Hương thì càng ngày càng tích tụ đúng không? Thì trước đây, trước sinh Hương có mỡ nhiều không Hương? Trước sinh thì mỡ nhiều lắm. Sau sinh thì mỡ chủ yếu là nó rơi vào bụng thôi, chỉ còn đùi và chân tay thì cũng không có bị to ra nhiều lắm. Tại vì thường vùng bụng nó sẽ, cái cơ của mình nó sẽ bị chảy nhiều hơn và nó mất đi cái độ đàn hồi hơn. Đó, thì hôm nay là Hương có chia sẻ lúc nãy thì thấy rất là mừng. Sau 15 ngày thì Hương có thể công bố lại cái số đo đã giảm cũng như là cái số kg mà mình đã giảm được không? Sau khi mà tham gia liệu trình ở phòng diễn viện của mình rồi, thì em đã giảm được là tổng cộng gần 3 kg, đồng thời là gần 20 cm vòng eo ạ. Quần hiện tại ngày trước là phải mặc cái quần số 7, mà mặc là vì cái eo nó đủ rộng thôi ạ, chứ còn đùi và bắp chân thì vẫn là bị rất là rộng. Bây giờ thì đã xuống được số 5 rồi và đang phấn đấu xuống số 4. Thế là trộm vía là cũng giảm nhiều đúng không? Đấy, giảm được khoảng tầm 3 kg nhỉ, 3 kg và gần 20 cm, nó cũng khá là nhiều đấy chứ. Đấy, thì chắc là quần bây giờ là không phải bó đùi, có bó bắp chân nữa nhỉ? Nó đỡ hơn rất là nhiều. Đó, nhá, thì mọi người có thể nhìn thấy nhá, với cái cơ địa của Hương là sau sinh một năm, thế nên là mỡ của Hương nó cũng không phải là mỡ nó quá là nó cứng. Thế nên là cái việc điều trị cũng như là cái việc thanh thải mỡ thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, và cái hiệu quả nhanh nhất đấy chính là cái hiệu quả ngay sau khi mà mình đã giảm cân, mình sinh em bé đấy. Thì bằng chứng là cái việc mà chỉ sau 15 ngày mà mình đã tăng 3 kg, nó là cái chỉ số đào thải của nó là cũng rất là nhiều. Về nhà thì ông xã có bất ngờ không nhỉ? Ông xã thì có trêu bảo là đang mềm không bao giờ cứng quá, nhưng mà trêu thế thôi, chứ thấy vợ mặc được quần còn ngày xưa, rồi đồ ngày xưa đẹp rồi, cười tươi lắm, xinh như ngày xưa như chưa có gì đúng không? Trộm vía nhá, là cái cơ địa, cái bụng của Hương nhá là xinh nhưng mà không bị dạn nhiều đúng không? Đúng rồi. Chắc là lúc đấy là mình cũng bôi kem dạ chống chống lại các thứ rất là chăm đúng không? Đấy, trộm vía nhá, Hương xinh thì không bị dạn nhiều, nó chỉ gọi là hơi hơi một chút thôi đúng không? Đấy, và cái mỡ của mình nó bị chảy thôi chứ nó không bị dạn. Còn nhiều chị em là dạn rất là nhiều, dạn đến nỗi mà nhìn nó rất là giống như quả dưa bở ấy. Đấy, thì trộm vía được cái là bây giờ mà làm xong như này rồi là da nó căng mịn như chưa có gì thật luôn. Đúng rồi. Về nhà thì vẫn thấy là đi tiểu ra cái mỡ màu vàng đúng không? Tức nghĩa là cái mỡ của mình vẫn đang thanh thải nhá. Với cái công nghệ giảm mỡ lipo slimming này nhá, thì mình chỉ cần điều trị một lần duy nhất. Đấy, là sau như thế và tiếp tục thì Bali có tặng cái buổi dưỡng Caviline như này, thì mình đi thi thoảng mình đến mình cứ dưỡng nhá. Từ Phú Thọ lên đây thì cũng mất nhiều thời gian không? Em đi thì cũng mất khoảng hơn 2 tiếng. Hơn 2 tiếng thôi ạ, có mệt đâu cả. Thực ra là mình đi xe thì cũng quen. Cái là có con nhỏ ở nhà nên là đi là phải về ngay. Rồi, nhưng mà thôi cố gắng. Nói chung là cũng đẹp rồi. Thật ra thì là với cái mỡ của Hương như bây giờ, thật ra là cũng rất là đẹp rồi, rất là ưng ý rồi. Và nếu mà Hương muốn ưng ý nữa thì có thể là thi thoảng qua đi dưỡng để chăm sóc, để nó cái form của mình nó tương xứng được như bây giờ nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người có bất kỳ những cái băn khoăn hay thắc mắc về cái công nghệ giảm mỡ một lần lipo slimming của Bali thì có thể là gọi ngay để xuống cái điện thoại hotline 0386 163 163 để được tư vấn nhé.